Đối với trạng thái giá hiện tại của Bitcoin như thế này thì thuộc loại là cực kỳ rất là khó để chúng ta có thể nhận định được, và cái vùng hiện tại ở đây là gần như anh em cũng sẽ không có bất kỳ một entry nào để chúng ta có thể đánh được. Cho dù cả long hay là short thì nó đều mang một cái rủi ro như nhau. Khi mà giá cho một cái xu hướng tăng nhưng mà sau đó là những cái cây nến xả hàng và phân phối hàng liên tục từ trên khu vực đỉnh là 28.000 về đến khu vực hiện tại là 27.000. Và đối với cái vùng này, và đặc biệt ngày hôm nay là ngày cuối tháng nữa, thì mình cũng sẽ khuyên anh em là chúng ta nên đánh chậm và nên quan sát thật kỹ cái market cũng như là quan sát thận trọng những cái vùng giá. Sau đó thì chúng ta mới ra những cái quyết định, và gần như những cái lệnh trong ngày hôm nay thì nó đều ẩn chứa những cái rủi ro rất là lớn. Farm Trading. Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay, và chúng ta đang ở ngày cuối cùng của tháng 8, ngày 31. Và tình hình giá của Bitcoin thì sau pha tăng trưởng lên 28.000 ngày hôm trước thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã thấy được rằng giá Bitcoin đã bắt đầu điều chỉnh từ cái khu vực đường MA34 ở trên khung D1 là 27.700. Và đối với cái việc mà giá nó lên một cây nến xanh, mặc dù thân nến và volume các thứ rất là tốt, nhưng mà sau đó là test lại khu vực là 28.000 và đóng nến D1 ở dưới chân của đường MA34, và sau đó tiếp tục là một cây nến vừa rồi. Chúng ta vừa có một cây nến ngày đỏ confirm cho việc là đây là một pha test đường MA34 thành công. Thì thành ra hiện tại ở đây là gần như đối với ở trên khung D1 nó đã hợp lý hóa, và gần như tất cả các cái nhịp giá này nó đang đi cùng nhau rất là đẹp. Và ở đây thì trên D1 chúng ta nhìn thấy rõ luôn đó là cái xu hướng giảm vẫn là một cái xu hướng chiếm chủ đạo và chiếm ưu thế, và gần như cái pha ngày hôm trước lên, mặc dù có các cái thông tin tin tức, nhưng mà như ngày hôm qua mình đã nói, các tin tức đó nó chỉ là đóng vai trò hợp lý hóa cái đường giá và giúp cho giá lên đến khu vực trên này và test lại đường MA34 ở trên khung D1 cũng như là test lại cho một cái nhịp giảm trước đó và thành công. Và hiện tại đối với cái nhịp này thì mình vẫn view là đây chỉ là một nhịp test cho một cái con sóng giảm trước đó, và sau cái nhịp này khả năng nó sẽ vẫn tiếp tục đi về những cái vùng thấp ở bên dưới, và những cái vùng thấp là vùng nào và những cái target để chúng ta có thể bắt được một cái nhịp cho các cái giai đoạn tới thì mình cũng đã nói rất là nhiều trên các video và trên các cái buổi livestream. Thì thị trường nó sẽ biến động về những cái vùng dưới này, mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em sau, hoặc là anh em có thể theo dõi thêm các cái buổi livestream của mình. Ở đây trong ngày hôm nay thì trước mắt đối với cây nến D1 như thế này thì mình nghĩ là cái xu hướng chính của chúng ta vẫn là cái xu hướng giảm, khi mà thị trường nó vẫn đang khá là khó khăn, và ở D1 ở đây thì chúng ta cũng không có cái điều gì cần phải phân tích với nhau quá nhiều, tại vì cái xu hướng giảm nó đã quá rõ ràng rồi. Mặc dù cái vùng ở giữa này vẫn là một cái vùng khá là trống và khá thiếu thanh khoản, nhưng mà giá nó đã đóng cửa và dừng ở đây thì mình nghĩ là cùng lắm cái biên độ nó đi nó chỉ loanh quanh khoảng 1.000 giá là 27 đến 28.000, và cái tỷ lệ để mà nó vượt qua khỏi cái vùng 28 này và lên đến cái vùng ở trên, tức là cái vùng mà ngày hôm qua chúng ta target ấy, giá nó có thể lên đối với cây nến sen này, đó là phải có một cây nến ngày nữa đóng và đi lên tiếp khoảng 28.600, 28.500. Thì nhưng mà ngày hôm nay đối với cái nhịp này thì mình nghĩ là nó cũng khá là khó rồi, đặc biệt hôm nay là ngày cuối tháng nữa thì thành ra thị trường nó sẽ cẩn thận cực kỳ trong cái việc là cung cấp thanh khoản để cho giá nó có thể đẩy lên được những vùng trên này. Tại vì khi mà kết thúc cây nến tháng thì chắc chắn sẽ có những cái quỹ lớn và những cái người chơi theo các khung nến dài thì người ta sẽ bắt đầu có các cái hành động riêng để chuẩn bị cho một cái tháng mới. Ok, đó là trên cái kế hoạch ở trên khung D1, thì chúng ta sẽ vào trong khung H4 để có những cái plan đến ngắn hạn trong ngày hoặc là scalping. Còn lại về cơ bản ở trên khung nến dài thì mình vẫn view đây là một cái xu hướng giảm nhá. Ở trên khung H4 thì chúng ta đang thấy được rằng MA34 đang được kéo lên MA89 rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có hai kịch bản. Nếu mà trong ngày hôm nay giá nó tiếp tục đi sideways ở quanh cái ngưỡng là 27.200, 27.400 này, 27.100 thì MA nó sẽ được kéo lên, và nếu mà trong cái trường hợp MA34 nó cross, tức là nó cắt qua nhau, thì mình nghĩ là thị trường nó sẽ có một cây nến để lên test lại cái vùng đỉnh ở trên này, rồi sau đó chúng ta mới thấy tiếp được cái xu hướng của thị trường, tức là nó có thể vượt qua được cái đỉnh cũ là 27.800 hay không, tức là chúng ta sẽ tính cái vùng đóng nến 27.800. Đó là kịch bản thứ nhất. Trong kịch bản đó thì điều kiện đó là MA34-89 nó phải cross qua nhau. Cái kịch bản thứ hai đó là MA nó lên đến gần đường MA89 thì sau đó khả năng là thị trường sẽ có những cái đợt giảm giá mạnh tiếp tục và giảm sâu để kéo đường giá đâm xuyên thủng qua khỏi hai đường MA này. Và khả năng nếu mà bây giờ cái vùng giá hiện tại là 27.000 nó bị xuyên thủng, tại vì dù sao đây vẫn là một cái vùng hỗ trợ, và nếu nó bị xuyên thủng thì khả năng cao là giá nó sẽ tìm về 26.000, đó là cái xác suất cực kỳ dễ xảy ra. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cái Fibo để chúng ta thấy được rằng cái vùng giá hiện tại là sau pha ngày hôm qua về đến 27.000 là một cái vùng giá test Fibo. Ở đây chúng ta sẽ có vùng 27 là vùng Fibonacci và nó đã test và rút râu thành công, và hiện tại nó cũng đang giao dịch ở trên vùng 27.200, thì có một pha hồi nhẹ từ một cây nến rạng sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên đối với cây nến này và kèm theo đó là cái volume như thế này thì chúng ta không thấy được là một cái lực bán thực sự là mạnh mẽ, một cái lực mua thực sự mạnh mẽ, mà ở đây là thấy lực mua này có vẻ là vẫn đang cố gắng để lên nhưng mà nó không thành công, tại vì cái vùng nó lên đến cao nhất là được khoảng 27.300. Thì tối ngày hôm qua ở trên livestream thì mình có báo anh em là cái entry mà chúng ta có thể cân nhắc short là ở 27.300, thì nếu mà anh em nào đặt limit ở vùng trên đó
qua đêm ngày hôm qua thì nó cũng đã khớp cái vùng này. Hiện tại chúng ta đang lãi khoảng 100 giá rồi. Thì cái lời khuyên đối với thị trường giai đoạn bây giờ, nếu anh em nào đang giữ các cái lệnh giống như mình báo ở trên livestream tối ngày hôm qua, limit ở đây, thì hiện tại anh em nên kéo cái stop loss về entry để cho nó đảm bảo an toàn. Đó là đối với các lệnh short. Tại vì ở đây nếu mà nó vẫn có khả năng nó không thể nào lên lại được vùng 28-27.300 thêm một lần nữa, còn nếu nó vượt lên thì khả năng nó sẽ vượt lên rất là mạnh. Đấy, cho nên chúng ta cứ cài stop loss ở entry thì nó sẽ an toàn. Và chúng ta sẽ có thêm một vùng nữa, đó là vùng 26.700-26.800. Vùng này vừa cũng trùng với đường Fibonacci 618 và trùng với cái đỉnh trước đó, tức là cái vùng trước đó sẽ là vùng kháng cự, bây giờ nó sẽ trở thành vùng hỗ trợ, và đây cũng trùng với cụm đường EMA, thì thành ra chúng ta sẽ có một cái khu vực hỗ trợ tạm thời cho giá của Bitcoin ở khoảng 27.000-26.800. Và nếu mà trong cái trường hợp giá nó đi xuyên thủng khỏi cái khu vực này thì khả năng rất là cao mình nghĩ là giá nó sẽ về đến vùng là 26.100-26.000, thì đó là những cái xác suất có thể xảy ra trong khung nhỏ và trong ngày hôm nay. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì đối với cái nhịp giá trong những cái khung nhỏ như thế này, chúng ta đang thấy khung H1 và H2 thì giá đang đi và giữ trên khỏi đường EMA 34 và đang vẫn duy trì được trên cái vùng này, thì mình nghĩ là trước mắt thì nó đang cố gắng để nó test lại những cái vùng ở bên trên. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp nó test không thành công thì khả năng nó sẽ bắt đầu lấy thanh khoản để nó giảm về xuống. Ví dụ như ở đây chúng ta đang thấy M15 nó đã vượt lên và không thành công sau đêm ngày hôm qua. Đây nó vượt lên và không thành công thì hiện tại nó cũng đã phá vỡ đi cái đáy này và có một pha về lại và test. Thì trong trường hợp khả năng ở đây giá nó sẽ lên đến và test lại khoảng quen ngưỡng 27.250 tại cái thời điểm mà mình đang làm video, và sau đó nó sẽ tiếp tục cái xu hướng giảm xuống. Và đối với trên khung nhỏ thì mình nghĩ là cái xu hướng hiện tại nó sẽ tiếp tục đi sideways ở cái ngưỡng 200 giá 27.000 cho đến là 27.200, hoặc là thị trường này nó sẽ tiếp tục đi cái nhịp phân phối, tức là nó sẽ đi sideways từ từ. Nó sẽ đi sideways từ từ theo cái biên độ là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước, tức là theo một cái nêm giá giảm, nhưng mà nó sẽ không có giảm mạnh đâu. Nó sẽ giảm từ từ để cho anh em cầm lệnh long thì anh em sẽ hy vọng và anh em không có thoát hàng nhanh chóng, tại vì nếu mà nó gãy một cái nhịp sâu thì khả năng rất là nhiều người sẽ thoát hàng. Còn nếu mà nó đi một cái nhịp chậm thì chắc chắn sẽ có nhiều người FOMO vào bài, thì lúc đó chính là một cái nhịp xả hàng của cái vùng này, tức là nó sẽ xả thanh khoản từ 28.000 về đến 27.000 ở giá hiện tại. Cho nên tất cả các vị thế long thì anh em cần phải chọn cho mình một cái entry tốt, và ít nhất là nó phải là những cái đường hoặc là những cái vùng hỗ trợ chi tiết, thì tại vì khả năng cao nó về gặp đó nó sẽ có một cái pha bật lên để test lại và sẽ có một cái sóng hồi nhẹ ở đó, thì cùng lắm là chúng ta sẽ ăn được sóng hồi đó. Ví dụ như là ngày hôm qua anh em đặt ở Fibonacci 50 thì ngày hôm nay nó cũng sẽ là lãi được khoảng tầm 27.000 lên đến là 27.300, tức là khoảng 300 giá thì cũng ok rồi, và chúng ta chốt lãi. Và tương tự như thế, đó là cái cách đến nếu chúng ta đến theo xu hướng long ở giai đoạn hiện tại thì mình thấy là an toàn hơn. Còn lại nếu mà không, tại vì hiện tại cái xu hướng nó đang bị áp đảo hoàn toàn trên những cái khung lớn, là khung tuần và khung ngày, nó vẫn đang thể hiện là một cái xu hướng giảm, cho nên chúng ta phải tôn trọng các cái xu hướng ở trên khung lớn này. Trên khung nến tuần thì giống như trước đây mình cũng đã nói rồi, thì cái xu hướng nó đi như thế này, vai đầu vai các thứ và gãy hỗ trợ, gần như mình đang coi đây là một cái nhịp về test, và nếu nó đóng nến tuần ở dưới vùng 27.000 thì gần như đó là một cái tín hiệu chắc chắn là một cái nhịp xấu và khả năng thị trường nó sẽ về đến những cái vùng ở dưới 24-22. Và về tối ngày hôm qua thì chúng ta đã có các thông tin tin tức về non farm rồi, và sau các cái thông tin đó thì chủ yếu thị trường crypto nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, mà chúng ta sẽ có thông tin ở ảnh hưởng ở bên thị trường vàng, thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau nói sau cái phần check một số các cái thông tin khác liên quan đến thị trường. Đầu tiên đó là chúng ta nhìn vào BTC1 thì ở trong khung nhỏ BTC1 nó đang có một cái vùng gap cũng khá là lớn ở vùng 27.100 đến 26.400, 26.390. Đấy, thì cái vùng gap này thì khả năng là nó sẽ cần về để fill gap trước khi có một cái nhịp hồi. Và nếu mà giá nó về để fill đến vùng 26.300 thì mình nghĩ là sẽ có một cái nhịp hồi Fibo, tức là nhịp hồi này là hồi kỹ thuật, thì chúng ta sẽ có cơ hội là có một nhịp hồi từ khoảng 26.300, 26.500 và hồi lên đến khoảng tầm 27.000, rồi sau đó nó mới tiếp tục gãy tiếp. Đó cũng chính là những cái nhịp mà nó sẽ kêu những cái lệnh short ở khu vực như thế này. Cho nên khi mà thị trường nó có xảy ra những cái nhịp đó thì anh em cũng hãy lưu lại cái kế hoạch này và note lại các cái vùng giá để chúng ta biết cái nhịp nó về đến 26.500 là nó bật lên, nếu có thì đó là những cái nhịp tăng trưởng hay là những cái nhịp hồi cho một cái xu hướng giảm. Ở trên H4 của BTC1 thì chúng ta ngày hôm qua cũng đã nói rồi, nó fill xong cái vùng gap ở đây và hiện tại đang test gap xong thì đang quay về lại, gần như là quay về lại điểm ban đầu. Còn ở trên ETH thì nó cũng đang đi một cái chạc tương tự giống như cái chạc của Bitcoin, và các vùng hỗ trợ nó cũng tương tự luôn. Thành ra chúng ta nên quan sát ở Bitcoin thì chúng ta sẽ có được cái plan cho bên ETH. BTC.D thì hiện tại là chúng ta đang thấy được rằng nó tiếp tục một cái xu hướng tăng và đang sideways ở đây, thì khả năng đang tích lũy để muốn tăng tiếp. Và DOM hiện tại vẫn muốn tăng thì dòng tiền đang được tích cực đẩy về Bitcoin, bởi vì thế cho nên Oncoin hiện tại cực kỳ xấu, và anh em vẫn nếu mà short thì mọi người có thể kèm theo một số các cái đồng Oncoin đang không có dòng tiền thì chúng ta có thể cân nhắc để vào short. Tuy nhiên lời khuyên đó là anh em hãy nên bỏ qua những cái
đồng coin nó đang được bơm, đạt được đẩy nó, ví dụ như là Cyber này đấy, nó là đang tăng liên tục, và ví dụ như con này thì khả năng nó sẽ lên rất là cao, nó sẽ còn lên tiếp nữa. USDT.D thì hiện tại là nó đã có một nhịp gãy và bắt đầu quay trở lại hồi phục, và trong cái nhịp này thì khả năng USDT.D nó cũng sẽ lên được ngưỡng đâu đó khoảng tầm 7.9 đến 8%, tức là vừa test lại cái vùng này, nó sẽ test lại vùng này và sau đó nó sẽ tiếp tục là xác định cái xu hướng tùy theo cái tình hình chung của thị trường. Mình nghĩ là đến đây thì từ giờ đến đó chắc nó cũng phải qua tuần sau, thì thành ra là đến đó chúng ta sẽ update tiếp. DXY thì sau tin tức ngày hôm qua tiếp tục là gãy giảm, và mình đã nói ở trên livestream thì khả năng nó sẽ có một cái nhịp giảm này về tiếp đến vùng 102.869. Và đối với cái nhịp giảm này thì vàng hiện tại nó vẫn tiếp tục tăng, và khả năng là khi mà DXY nó giảm về đến đây, nó có một cái nhịp hồi phục, thì đó mới chính là một cái nhịp giảm sâu của con vàng được. Về các bạn thì vàng hiện tại nó cũng đã tăng rất là nhiều rồi, khả năng nó sẽ xảy ra một cái nhịp điều chỉnh sớm thôi. Nhưng mà để mà tìm ra được cái đỉnh và cản tàu con vàng này thì cũng rất là vất vả đấy. Cho nên anh em nào mà đánh ngược trend thì cũng hãy cẩn thận hết sức. Tiếp tục về phần tin tức thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có thông tin về chỉ số là PCE Price Index của tháng trên tháng vào lúc 7:30 tối, và thông tin về tỷ lệ trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào lúc 7:30 tối luôn. Cho nên khả năng là tiếp tục là cái giờ 7:30 là một cái khung giờ mà thị trường nó lại có khả năng xảy ra nhiều cái biến động. Cho nên anh em cũng hãy lưu ý nhé. Và ngày mai thì ngày đầu tháng 9 thì chúng ta sẽ có thông tin về non-farm, và tiếp tục là một cái thông tin ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thị trường vào lúc 7:30 tối nữa, và tỷ lệ trợ cấp thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp vào lúc 7:30 tối và tối ngày hôm qua luôn. Thì lịch tin tức này mọi người có thể theo dõi lại ở trên channel YouTube của Farm Trading, và lịch tin tức này mọi người có thể theo dõi lại ở trên channel Telegram của Farm Trading. Thì bên mình cũng đã cập nhật các lịch này ở ngày thứ hai đầu tuần, thì sẽ có các lịch thông tin rất chi tiết, thì anh em có thể lưu lại cái lịch này vào máy điện thoại để mọi người mở ra xem cho nó tiện, thì không cần phải một lần xem chúng ta vào check lại cái web này nữa. Và ở đây thì cũng đã note ra những cái thông tin nào thực sự quan trọng để cho anh em có thể theo dõi và nắm bắt. Chỉ số VN Index của thị trường thì hiện tại sau cái pha tăng trưởng ngày hôm qua thì hiện tại nó vẫn đang tiếp tục tăng, thì chứng tỏ thị trường đang rất là FOMO và đang rất là hưng phấn sau cái nhịp vừa rồi. Thì gần như là mình thấy được rằng cái nhịp này nó tăng lên thì chứng tỏ thị trường bán lẻ, tức là những người đầu tư nhỏ lẻ, người ta đang cố gắng nhảy vào khá là mạnh, còn là những nhà đầu tư lớn thì hiện tại mình thấy là cái xu hướng mua vào của họ rất là ít. Trên CoinGlass thì chúng ta sẽ check qua một vài các thông tin. Thứ nhất là liquid 24 giờ qua đó là 43 triệu đô, một con số cũng không phải là quá lớn. Tỷ lệ long short thì phe bullish vẫn tiếp tục chiếm áp đảo hơn phe bearish, thì chứng tỏ thị trường nó vẫn còn đang neo giá và cứ xuống thì sẽ có một lực tăng, lực mua lên. Đấy, tỷ lệ long short là trên 50% là vẫn đang giữ các cái lệnh long. Số lượng order book hiện tại thì luôn luôn là đặt ở các vùng an toàn, và order book của long đặt ở các vùng áp đảo hoàn toàn so với phe short ở 26.700 và phe short nằm ở 27.700. Thì mình nghĩ đối với nhịp ở đây thì khả năng về đến 26.700 thị trường nó sẽ có các cái phản ứng, cho nên là nó sẽ dập dìu, và vùng này cũng sẽ là gần trùng với cái vùng hỗ trợ lúc nãy mình báo anh em là ở 26.800. Cho nên là nếu giá nó về đến 26.800 thì chúng ta lại tiếp tục quan sát, và nếu có tín hiệu trong những khung nhỏ đảo chiều chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta đánh theo xu hướng lên. Tuy nhiên nhìn nhận lại thì toàn bộ ở giai đoạn bây giờ, nếu mà chúng ta nên nhìn trên những cái khung lớn thì mọi người mình nhắc lại là vẫn thấy được rõ ràng là cái xu hướng nó đang như thế nào, thì chúng ta sẽ follow trên những cái khung lớn thì nó sẽ đỡ bị các cái rủi ro hơn. Còn lại đối với anh em nào đánh scalping ở trong ngày trong những cái khung nhỏ thì bắt buộc đôi khi chúng ta cần phải xác định đó là đánh theo hai chiều, tại vì hiện tại thì khi cái điều quan trọng nhất chúng ta đánh trong những khung nhỏ đó là chúng ta phải xác định được cái xu hướng chính của thị trường, và hiện tại ở đây thì chúng ta đang chưa rõ ràng được cái xu hướng, cho nên để mà rõ ràng và an toàn thì chúng ta rất là khó. Và giai đoạn này mình nghĩ là lời khuyên tốt nhất đó là anh em hãy đánh nhỏ nhẹ. Và giai đoạn ngày hôm nay là ngày cuối tháng 8 thì khả năng rất là cao thị trường nó sẽ xảy ra những cái đợt biến động, đặc biệt là gần cái khung giờ mà đóng nến tháng. Và lời khuyên đó thì anh em nên giữ, và chúng ta nên tiết kiệm, và chúng ta nên bảo toàn những cái tài sản và những cái lợi nhuận mà chúng ta đã kiếm được từ đầu tháng cho đến bây giờ. Hoặc là những anh em nào mà tháng vừa rồi chúng ta không có giao dịch tốt thì giai đoạn này chúng ta hãy ít nhất cũng nên quan sát ngày hôm nay, và chờ qua tháng mới thì chúng ta lại tiếp tục cho cái xu hướng và quay trở lại thị trường. Ok, những cái thông tin chi tiết hơn thì mình sẽ tiếp tục báo cho anh em ở trong channel Telegram. Anh em nào chưa tham gia thì mọi người có thể tham gia vào Telegram ở cái đường link bên dưới video này, và đừng quên để lại nút like, subscribe kênh YouTube nếu mọi người vừa tham gia, những người anh em mới vừa đến với kênh YouTube của Farm Trading, để đừng có bỏ lỡ những video sau. Cũng như là anh em có những thắc mắc hoặc đang kẹt những cái lệnh nào, mọi người hãy comment ở bên dưới video này và mình sẽ support hỗ trợ cho tất cả anh em. Một lần nữa chúc tất cả anh em chúng ta có một ngày mới giao dịch thật là thành công và tuyệt vời. Xin cảm ơn.